Chào buổi sáng mọi người. Sáng nay thì mình ăn sáng đơn giản thôi. Mình có sữa chua làm bằng sữa dừa nè. Mình sẽ cho cái sữa chua này vào một cái chén. Cái sữa chua làm bằng sữa dừa nó cũng sánh miệng ngon lắm nè mọi người. Bạn nào mà không có thích ăn sữa bò thì có thể ăn thử mấy cái sữa chua mà làm bằng sữa hạt như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ cho granola. Mình rất là thích cái loại này nhưng mà nó có đường đó các bạn, nên mình cũng không có ăn nhiều. Rồi bây giờ mình ăn thôi, bữa sáng nhanh gọn lẹ. Mời các bạn ăn sáng nha. Bữa chiều nay thì mình sẽ tận dụng cái gà tây còn lại này để làm cơm chiên trứng. Ở trong chảo này thì mình có thịt gà tây băm nhỏ nè, cà rốt, cần tây, hành tây với lại tỏi. Bây giờ mình sẽ xào đều lên rồi mình nêm vào đây một ít dầu hào. Sau khi cho dầu hào rồi thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Thì mình trộn đều lên các bạn nha. Sau khi xào đều thì mình sẽ chắc cái hỗn hợp này ra một cái tô. Tiếp theo mình sẽ cho vào cái chảo này một muỗng cà phê dầu bơ. Bên này cơm nguội mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Đây là cơm hôm qua nhà mình ăn còn. Sau khi cho cơm vào chảo thì mình sắn đều ra. Sau khi sắn cho cơm nó tơi ra thì mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm gà. Các bạn rắc rắc cho nó đều nha. Lúc này thì mình trộn bằng đũa nó sẽ đều hơn là mình trộn bằng cái vá. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu hào. Tiếp tục lấy đũa trộn đều lên nhé. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê hắc xì dầu. Cái hắc xì dầu này nè các bạn, nó không có mặn lắm đâu nhưng mà nó sẽ khiến cho cơm chiên của mình có một mùi thơm rất là thơm. Không phải mùi xì dầu đặc trưng nhưng mà mùi cơm chiên á các bạn. Giờ mình sẽ cho hết cái hỗn hợp rau củ này vào. Rồi, đảo đều lên tiếp. Sau khi đảo đều cho cơm nó tơi ra thì mình vén nó qua một bên làm chỗ để mình đập trứng vào. Mình thích cho trứng như thế này tại vì mấy miếng trứng nó bự á, ăn ngon. Mình biết là trộn trứng vô cơm trước á thì cơm nó sẽ tơi. Nhưng mà mình không thích làm cách đó. Tại vì mình làm theo cách này thì cơm của mình nó cũng tơi rồi nè mọi người. Đây là ngày 4 tháng 12, Donut đang đứng đợi để được mở lịch đếm ngược đây. Cái tay bỏ sẵn luôn rồi nè. Mở luôn đi con. Một cái gì gì thế? Ồ, cái cục này giống như cục đầu tiên. Nhưng mà chắc nó là sô-cô-la đen. À, con lật lại con coi sao này nè. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nó là sô-cô-la đen. Ở trong có nham thạch. Hình như giống cục hôm qua chứ. Phải không? Cục nào cũng có dấu răng của bà Donut hết nè. Ngon không con? Uh-huh. Ăn thêm đi. Ăn khác rồi. Ngon quá.
Để coi số 5 ở đâu nha. Ồ, con chuẩn bị sẵn luôn hả? Số 5 đây nè. Các bạn có để ý năm nay nhà Donut vẫn sử dụng cái thước đo này không? Từ hư là hư, hư tới ngoan, rất ngoan. Và Donut đang ở giữa giữa đây. Nếu như mà từ giờ tới Noel á, cái kim này nó tới cái mức ngoan, rất ngoan này luôn, thì Donut sẽ được hai món quà từ ba mẹ. Còn nếu như mà chỉ ở mức ngoan thôi á, thì Donut chỉ được một món quà thôi. Còn nếu như mà ở naughty thì có được quà không? Không. Còn nếu như mà ở rất là hư thì sao? Không được. Không được. Không được quà sinh nhật luôn, đúng không? Tôi sẽ ăn hết cái này nó nhỏ không. Vậy thì nếu mà con ăn hết cái cục sô-cô-la đó thì mẹ sẽ cho nó tới no đi luôn. Tại vì tham ăn. Nè các bạn làm chứng nha, nếu mà Donut ăn hết cục sô-cô-la này thì Donut sẽ bị no đi, là Donut không được món quà nào hết. Yêu. Hôm nay là ngày 5 tháng 12, Donut đang đợi để mở lịch đếm ngược đây. Mới đó mà gần được một tuần đầu tiên của tháng 12 rồi. Đã mở luôn nha. Trời ơi, nhanh quá. Ồ, cục kẹo hôm nay được gói trong một cái giấy bạc. Đây là một miếng sô-cô-la sữa. Cái giấy gói Noel dễ thương ghê. Donut mở miếng giấy gói ra coi thử nha. Okay. Ngon quá vậy ta. Ở trên có hình nữa nè. Ở trên có chữ Godiva. Đây nè, nó ngay đây nè. Nó có ghi ở trên bao bì là sô-cô-la sữa nè con. Nhờ không? Đây là bữa cơm tối đơn giản của nhà Donut hôm nay. Có miso soup nè, cá mackerel chiên. Đây mà mình chiên bằng đồ chiên không dầu á. Hai mặt nó vàng nhìn ngon ghê á các bạn. Còn đây là đậu edamame, nước mắm. Mời các bạn ăn cơm với nhà Donut nha. Santa's gonna come and join us in this song. Hey, hey. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 6 tháng 12. Donut đang đợi để mở ô số 6 đây. Phải là mình đã đếm ngược 6 ngày. Penguin thế. Ồ, hôm nay có một con penguin màu trắng. À, dễ thương ghê. Đâu mẹ coi thử có cái mặt nó giống mặt khỉ không nha. Con này mặt á cũng giống mặt khỉ các bạn ơi. Để coi nhân ở nó bên trong là gì nè. Nhân gì đây? Ồ, nó có hazelnut ở trong á. Thôi nó ăn thử luôn đi con.
Ngon không nè? Ở bên trong nó vậy nè mọi người. Nó chia ra thành từng lớp. Nhà donut đang xếp hàng để đi vô Toys R Us. Toys R Us đã đi vào hoạt động lại nhưng mà chỉ có duy nhất 2 tiệm trên nước Mỹ thôi. Mô hình của mỗi tiệm cũng nhỏ hơn những tiệm trước đây. Nó chỉ giống như là một cái shop đồ chơi ở trong mall để các bạn nhỏ vào chơi thử đồ chơi như thế này nè các bạn. Place that I can come home to. Yes, I am on my way.